Chúa Giêsu nói: em con sẽ sống lại. Ma-ta thưa: có cái này là thế, khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Còn có tin điều đó không? Ma-ta đáp: thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Là những người đã được rửa tội, đã được trở nên môn đệ của Đức Chúa.
niềm tin ấy có đủ thôi thúc để chúng ta tìm đến để lắng nghe lời Chúa và thực hành lời điều Chúa dạy hay không? Vì mỗi người chúng ta đối diện với sự chết như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những chọn lựa hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta biết sống tốt, biết tỉnh thức và sẵn sàng, biết tin tưởng vào lời mà Đức Giêsu nói với người chúng ta hôm nay, ta là sự sống này và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Thì việc sự chết có xảy đến với mỗi người chúng ta, chúng ta sẽ đón nhận điều ấy trong niềm vui và bình an. Bởi lẽ chúng ta biết khi ấy chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa, chúng ta sẽ gặp được Đức Giêsu Kitô, đấng mà mỗi người chúng ta đã đặt niềm tin tưởng vào suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận con Giô-xe mang ra vào nước Chúa, và xin Thiên Chúa gia tăng đức tin cho mỗi người chúng ta. Nhờ đó con và quý bạn chị em, mỗi người chúng ta nỗ lực để sống tin thác vào lời mà Đức Giêsu Kitô hôm nay đã khẳng định với con và quý bạn chị em, khẳng định với mỗi người chúng ta: ta là sự sống thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và ai sống